Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe về cái hành trình trùm sò của mình để đi về Việt Nam. Thì thay vì thường mình sẽ đi hãng Jetstar là cái hãng giá rẻ, nhưng mà bây giờ thì cái ngày mình chọn về Việt Nam thì cái hãng Jetstar nó lại không rẻ bằng cái hãng mà mình đi, tức là cái hãng Samen. Cái hãng Jetstar nó tính mình một vé là 500 đô Úc mà chưa có tính ký hành lý với lại chưa có tính tiền ăn. Trong khi cái hãng Samen này thì nó là 700 đô cho hai người luôn, mà đã có ký hành lý với lại tiền đồ ăn luôn rồi. Nhưng mà cái hãng Samen này thì phải quá cảnh ở bên Trung Quốc là 20 tiếng. Nhưng mà cái lúc mà quá cảnh thì nó sẽ bao mình tiền khách sạn luôn, với lại tiền một chiều từ xe buýt từ sân bay về khách sạn. Còn cái chiều còn lại là từ khách sạn về sân bay xe taxi thì mình phải tự trả. Thì nghe quá hợp lý rồi, mình cũng tiết kiệm được khoảng 500 đô nữa. Tại vì hãng Jetstar là 500 đô một người, hai người là cả ngàn đô rồi. Rồi chưa kể là tiền ký hành lý 40 kg với lại tiền ăn trên máy bay nữa. Bây giờ là mình đã tới sân bay rồi nè. Đây là cái hành lý của mình, thì gồm có 46 kg với lại hai cái bị xách tay nữa. Bây giờ thì mình đã tới, đây là cái máy, cái cân để cân thử cái hành lý. Mình cân thử thằng Tuấn luôn. Đây, thằng Tuấn là 19,7 kg. Đây là đống hành lý của mình. Và đây là cái bảng hướng dẫn chuyến bay nào ở quầy số mấy để check in. Đây mình ghé qua cái chỗ này là thường rồi, check in tự động luôn nè mấy bạn. Đây là hãng gì đây? Đây là hãng Singapore. Và đây là mình đã tìm được chỗ để mà mình xếp hàng vô check in rồi, cái hãng Samen. Thì quá trời người luôn, mà toàn người Trung Quốc không à. Cái hãng này tính ra rất là đông người luôn, tại vì nó bán giá rẻ. Tốn này. Đứng chờ dài cổ luôn. Ông người Úc này là người cứu vớt cuộc đời mình trên máy bay đây. Đây là thằng Tuấn. Và đây là mình sắp tới rồi. Có cái con bé này nó có cái lên cái vali nó đẩy qua đẩy lại nè. Không biết cái vali này thì mua ở đâu. Còn thằng này thì chỉ có đứng trên xe gẹo 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 thôi. Mình đã ký gửi xong hành lý và lại với máy bay. Bây giờ mình sẽ đi cái cổng này để mình khởi hành đi về Trung Quốc. Đây là khung cảnh ở trong sân bay. Bán quá trời đồ luôn, toàn là đồ miễn thuế không à mọi người ơi. Nhưng mà đồ này là hàng chất lượng cao nữa, nên cũng không có rẻ. Bây giờ mình kiếm được cái quầy này nè. Cái quầy này là nước có cồn á mấy bạn, miễn phí để dùng thử á. Giờ mình sẽ đi bộ ra cổng máy bay. Nhìn xa xa là thấy chiếc máy bay mình sắp bay. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ăn một ít trái cây. Bây giờ thì mình đã vô trong, mình không phải mình vô trong mà mình đi vô trong cái cổng để mình đi ra cái đường này để đi ra cái máy bay đó. Chưa đi bao giờ. Ừ. 9 tiếng 25 phút bay tới Trung Quốc. Cuối cùng thì mình đã ở trên máy bay. Cho cái mờ. Gối, chai nước. Máy bay Trung Quốc á, nên nói toàn là tiếng Trung Quốc không à mọi người ơi. Mà khách xung quanh cũng là đa số là người Trung Quốc luôn. Cái đó là để cho nước vô á con. Phía trước mỗi cái ghế là có tivi, mà ở phía trên là có một cái tivi to dùng chung nữa. Còn đây là cái điều khiển để mà chơi game nữa. Cái này bật ra được thành cái bàn. Rồi thành cái bàn, nửa cái bàn hoặc là đầy cái bàn luôn. Sách để đọc mà toàn là tiếng Trung Quốc không à mọi người. Bây giờ máy bay chuẩn bị cất cánh rồi nè. Trên máy bay này có wifi nữa, mà wifi này là phải mua.
Đây là điều khiển để chơi game nè. Trong cái màn hình này có game luôn. Bây giờ thì máy bay cất cánh rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái này ra, tháo cái tai nghe nãy nó cho ra để mình coi phim, mình nghe phim. Chỗ cắm tai nghe là trên thành ghế chỗ này nè. Bây giờ hãy tổn chơi game, còn mình coi phim Trung Quốc. Trên máy bay có lỗ cắm sạc điện thoại ở dưới ghế luôn. Bây giờ mọi người bắt đầu xếp hàng đi toilet. Đồ ăn sắp tới rồi mọi người ơi. Đồ ăn thì nó có 3 món món. Món chính của thằng Tuấn là cá với mì. Ngoài ra thì nó còn có trái cây nè, bánh nè, với lại cái này là rau, với lại cái miếng chăm bông, với ổ bánh mì. Bánh mì thì nó kèm với cục bơ, có khăn giấy ướt với muỗng đũa. Đây là món chính của mình nè, gà với lại khoai tây với lại bơ sữa với lại rau. Rồi mấy món phụ này thì cũng y chang của bên Tuấn luôn. Bơ, cục bơ á. Bơ. Ừ, bơ. Bây giờ mình sẽ ăn cái món thử này. Cái mấy này là cái sốt bơ á, cái sốt bơ sữa đó, cục khoai tây, miếng gà với lại ớt chuông với lại bông cải xanh. Món ăn này ăn cũng vừa miệng lắm mấy bạn. Món cá với mì của thằng Tuấn ăn hơi mặn á. Bây giờ mình sẽ ăn trái cây nè, bánh nè, với lại cái hem với xà lách nè, bịch tiêu nè, với lại muối nữa, nếu mình một ly nước cam nè, với lại cái này là nết. Đây, thằng Tuấn đây là ăn khí thế. Cái này trộn với rau này. Cái rau này á, nó trộn với hành, nó củ hành với lại mấy cái rau mùi mùi của nó mà ăn tươi á, nó ăn cái mùi nó hăng, nó không có ghê, nó ăn hơi hăng hăng ghê ghê lắm. Mình bỏ đây luôn, không ăn nữa. Bây giờ mình chuyển qua cái bánh này. Cái này có quế hồi, nghe một quế đi. Quế tô đúng hay. Bây giờ thì máy bay tắt đèn rồi, chuẩn bị đi ngủ. Hai Tuấn thì chơi game khí thế luôn. Sau 5 tiếng bay, Tuấn được tiếp viên hàng không cho cái này dán hình máy bay để giết thời gian nè. Bây giờ còn phá phá không chịu ngủ. Bây giờ ông ngủ rồi nè, mà cũng sắp tới luôn rồi. Còn khoảng 2 tiếng nữa là xuống máy bay. Tiếp viên hàng không gửi cho mình hai cái khăn ấm để lau mặt nè. Giờ cơm tới luôn. Cơm hồi sáng ăn chưa tiêu, bây giờ tới cơm tối rồi. Thì cơm này sẽ có cái này, cái bánh này, với lại trái cây. Bên thằng Tuấn cũng y chang vậy luôn. Cơm của mình là thịt heo với lại khoai tây nghiền với lại ít rau nè. Ăn cũng khá là ok. Bánh tráng miệng này thì ngon hơn cả hồi sáng. Còn khoảng 1 tiếng nữa là tới Trung Quốc rồi. Hồi sáng nhân viên mặt đất sắp mình với thằng Tuấn ngồi cắt nhau cái con lươn á. Giữa hai cái ghế á, mình phải đổi với ông người Úc để thằng Tuấn ngồi sát bên mình vậy nè. Đúng là bão táp lần thứ nhất thiệt. Bây giờ người ta đã tiếp tục tắt đèn rồi. Đây là cái bản đồ của chuyến bay nè. Cuối cùng thì cũng tới nơi rồi mọi người ơi. Hơn 20 tiếng quá cảnh ở Hạ Môn. Bây giờ thì bắt đầu đi xuống sân bay Sa Mèn. Tiếng Việt là Hạ Môn của Trung Quốc đây.
Mình cảm nhận là cái sân bay này nó giống giống cái sân bay ở bên Tân Sơn Nhất á, tại vì nó sử dụng cái gạch đá hoa cương để lót cái gạch, cái nền, cái sàn nè. Rồi ở trên đây nhưng mà khác cái là chữ Trung Quốc không à. Nhìn nó cũng khá là hoành tráng. Mình đang đứng ở đây để mình lấy hành lý nè. Cái xe đẩy lấy hành lý này nó cũng giống giống của Tân Sơn Nhất Việt Nam luôn, mà chữ khác cái là chữ Trung Quốc thôi à. Đây người ta xếp hàng chờ lấy hành lý quá trời luôn. Mà trước khi mình lấy được hành lý thì mình đã phải làm cái thủ tục, đó chính là thủ tục nhập cảnh Trung Quốc. Mình được cái loại visa là visa quá cảnh 24 tiếng. Rồi giá cái đống hành lý này 46 kg, muốn gãy cái lưng. Mà bên đây cái gì nó cũng phải gọi rọi qua máy hết. Trước khi mình ra khỏi cái chỗ này á, nó cũng rọi hành lý của mình một lần. Mình phải khiêng cái đống hành lý này qua cái máy scan để cho nó rọi một lần. Rồi sau khi mình cái chuyến mà bay về từ Trung Quốc về Việt Nam á, nó rọi thêm 3 lần hành lý nữa. Cái đống hành lý này mình cứ khiêng lên khiêng xuống hoài, muốn gãy cái lưng luôn. Bây giờ thì mình đang xếp hàng để chờ bỏ cái hành lý qua máy scan nè. Khi mình ra khỏi cái máy scan rồi mình bước ra ngoài thì đời ơi, y chang cái sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Nó có một cái hàng chờ cho, có nguyên một cái hàng thì chờ đứng chờ thân nhân, y chang Việt Nam luôn. Bây giờ thì mình kiếm chỗ để mình lấy cái phòng khách sạn dễ về khách sạn nghỉ ngơi nè. Mát hơn Việt Nam. Hiện tại ở ngoài trời chỉ có khoảng 20 độ C thôi, khá là mát luôn. Nó trồng mấy cây hoa này cũng đẹp nữa nè mấy bạn. Cộng số 5 rồi. Bây giờ mình xếp hàng ở cái quầy này để lấy thông tin khách sạn để về khách sạn nghỉ ngơi nè. Trong đây nó nực tốt mồ hôi y chang như ở Việt Nam. Sau khi lấy được cái thông tin khách sạn và ký gửi 46 kg hành lý của mình ở sân bay thì mình đã đứng đây để bắt cái xe buýt để đi về khách sạn. Xe buýt này cũng là miễn phí luôn. Mình đang ở trên xe với ý dỗ đi về khách sạn nè mấy bạn, nhưng mà trên xe này chỉ có mình và thằng Tuấn thôi, còn mấy người khác thì đi về khách sạn khác, hơi lo lắng. Bây giờ thì đã tới khách sạn rồi nè, mình đang đứng làm thủ tục check in cái khách sạn. Thằng Tuấn thì nó đang phá cái kính ở dưới. Đây là cái cảnh từ khách sạn nhìn xuống nè. Khách sạn của mình thì ở lầu 4. Bây giờ là 5 giờ sáng ở bên đây rồi. Mà 5 giờ sáng bên đây tức là 8 giờ bên Úc. Bây giờ 8 giờ bên Úc thì đúng giờ, đúng của giờ Úc thì mình đã thức dậy rồi. Giờ mình sẽ cho mấy bạn coi trong đây có cái gì. Đây là một cái bàn chải đánh răng, hai bàn chải cái lược, hai cái bàn chải đánh răng nè, như là kem đánh răng ở trong đây, có cái lược nữa, có cái đầu chùm đầu nữa nè, có cái đồ rối tay nữa nè, có cái này nữa nè để giặt đồ, có cái này để giặt đồ nữa nè. Cái này là sữa tắm, tiếng Trung Quốc không hả, mà có tiếng Anh. Đây là ly để đánh răng nè. Khách sạn miễn phí. Cái này là để sấy tóc, cái đầu sấy tóc. Đây, cái này là chai nước của mình. Cái toilet này thì y chang cái toilet ở bên Nhật Bản mình thấy luôn. Mà ở bên đây đặc biệt là giấy, nó sử dụng cái giấy cái màu này nha. Ở trên máy bay mình cũng thấy cái giấy màu này luôn. Cái ổ điện ở bên đây là cái ổ điện giống như ổ điện ở bên Úc luôn á. Ba cháu nữa mấy bạn. Nên rất là sẽ sử dụng luôn. Không có cần phải đem cái cháu để thay giống như Việt Nam. Đây là cái phòng thằng Tuấn này nó còn đang ngủ. Và cái này nó xịn lắm. Cái này nó xịn lắm nha mấy bạn. Xịn xịn lắm luôn xịn. Còn trong nhà tắm này thì đây, cũng rất là xịn sò luôn ha. Có để sẵn mấy cái này luôn, có cái thảm nữa nè, cái này cái rãnh nước nè, nó cho sẵn 4 chai nước luôn với 2 đôi dép để mang trong nhà luôn nè, với lại 4 cái khăn cặp tắm. Bây giờ Tuấn nó thức dậy rồi, nó đang gặm bánh mì trên máy bay. Đây là khung cảnh toàn bộ khách sạn đây. Bây giờ đã sáng. Bây giờ thì mình đang ăn sáng ở khách sạn đây. Đây là bữa ăn sáng miễn phí luôn nha. Đây là khung cảnh xung quanh của cái chỗ ăn sáng. Đây là cái sân chơi nhỏ xíu cho con nít trong khách sạn này. Còn đây là nhân viên ta đang dọn dẹp chén đĩa nè. Bây giờ mình sẽ đi lên phòng. Đây là cái hành lang của khách sạn nè. Mình sẽ
bấm cái thang máy đi lên trên phòng. Thùng rác ở khắp nơi luôn, nhìn rất là sạch sẽ. Đây là khung cảnh từ khách sạn nhìn ra bên ngoài nè mọi người. Ồ, bên kia mới có mấy con cá nữa kìa, qua bên kia chơi. Ở đâu? Kìa, cái hồ có nước có mấy con cá đó. Đi. Hồi đòn nhạc của Trung Quốc nữa. Đi đường này là cầu thang. Nó bố trí đẹp kìa. Ừ. Ok, dạ. Đây là China nè. And the kid. Mom, that's very old. Ở đây, ôi trời, ở đây đâu. And look at my mom. Ở lót đâu rồi. Đi, đi lẹ, đi lẹ. Xe nó, hốt bây giờ, lên. Đây là các khách sạn mình ở nè. Cái khách sạn này thì ngay cái trung tâm thành phố luôn. Cách sân bay chắc khoảng là 15 phút chạy xe hơi á. Cái này cái chung cư á ta. Xe buýt nè. Xe buýt ở Trung Quốc này. Có cái tiệm vàng bự ghê. Ở đây là hả? Mama, my sister is building the slide for the car. Ừ, bây giờ bữa nay mình còn làm, bữa nay là ngày lễ mình nó vẫn làm. Cầm điện thoại không biết có bị giật không. Cái tiệm vàng bự ghê không nè, coi cái tiệm vàng nè. Hả? Cái thằng này. Tiệm vàng rồi, bự quá là bự luôn mà nó mua vàng hay sao á. Mà nó ở nhà nữa, nó cũng lâu nữa, ok. Cái này là tiệm vàng con ơi. Mà sáng sớm cái sân người ta cũng lau luôn, ghê thiệt. Cảnh này không thấy ở Việt Nam cũng không thấy đâu. Đẹp lắm con. Thằng Tuấn rất được lòng mấy người già ở bên đây nha. Và bây giờ thì mình đã thấy được cái trạm muốn đi xe lửa không? Xe lửa hay là tàu điện ngầm. Cầm giùm mẹ đi. Ok. Cầu thang này là dốc đứng luôn nha. Cái này nó đào hầm dưới đất sâu lắm. Bóng lón luôn. Đi xe lửa nào cũng vậy hả? Nó kiểm tra giống như là đi đi máy bay vậy đó. Bây giờ thì mình sẽ đi lại mấy cái chỗ cái máy này để coi nó bán vé. Xin lỗi sao nha. Có chỗ mang máy bán vé luôn. Cái này nó cái máy hư. Mấy cái ông này ông sửa ở trong bên trong luôn có ông. Thấy cái mấy cái ông ngồi sửa bên trong luôn kìa. Máy hư rồi đâu có mua. Còn thấy mấy cái ông đó đang ngồi sửa bên trong không? Ha. Sửa mấy cái máy bên trong. Trời ơi, người nó nói cái gì vậy? Còn phải học tiếng Trung Quốc đi tụi nôi. Hi. Can you speak Chinese? Can I? Where should you go? Maybe not. I'm here now. Yeah, yeah, yeah. You are here. Where should you go? I'm going to the airport. Đang lớn ngớ thì có anh Trung Quốc đẹp trai lại hướng hỏi mình đi đâu để người ta giúp đỡ.
mà đẹp trai hay không thì không biết, nhưng tướng thì rất là ốm ốm dài dài, còn cái mặt thì đeo khẩu trang này, không biết đẹp trai hay không nữa. Người ta đưa cho mình cái này miễn phí luôn để mình đi xe lửa. Tự nhiên sao có nhiều người bu lại dòng mình quá ta. Is it the coin? Yeah, you follow me. You follow me. 你好，您稍等一下，我带他进闸一下。好好。啊。很快，咬好铁。我来，来来来。好耶。哦。Hello. 哦。Okay, thank you. 多谢。Yeah.Bây giờ thì mình đã xuống tới được cái tầng dưới rồi, cái chỗ mà xe lửa hai bên nó chạy nè. Cái cửa này kiến nó đóng kín mít luôn, không có thực thấy, không thấy được đường ray xe lửa luôn. Nó khác hẳn hoàn toàn với bên Úc nha. Khi mình đứng ở bên lề này á, mình chờ á, thì có một cái anh đẹp trai người Trung Quốc tiếp tục lại hỏi mình có phải là đi lại airport không, thì hướng dẫn mình là phải đứng ở cái đường ray ở bên kia chứ không phải là hướng bên này. Thì có người ở phía trên người ta thông báo cho người ở phía dưới, cũng rất là nhiệt tình luôn. Con cầm cái gì? Con cầm cái khôi đó nha. Yeah, I'm holding it. I'm hiding. Không là không ra được ngoài á. I can hide it if I zip. Okay, bỏ mình chip đi. Nóng quá. Cũng nóng thiệt luôn. Look at the window. Oh, đây đúng nghĩa là tàu điện ngầm luôn nha. Mình chỉ thấy nó chạy dưới mặt đất thôi, chứ mình không thấy nó trồi lên mặt đất chút xíu nào luôn. Giờ thì mình ra đã khỏi tàu điện ngầm rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi cầu thang để thang máy để đi lên trên. And what number? Number what? 201. Maybe two, maybe two. Bấm two đại đi. Nó tự lên luôn rồi. Ông hiện đại dữ vậy đó. Ở đây là đâu? Tôi là ai? No. Wow. 2 đồng 2 một lon. Bây giờ mình ra khỏi trạm xe lửa rồi nè. Nhưng mà không biết phương hướng luôn. Sao ở đây là người ta chạy xe đạp điện không ạ? Trầm mền quá trời. Rồi đường nào đi tới airport? Sao đi xe đạp điện không vậy nè? Đây là cái sân bay gần. Từ từ nha con, chờ mama. Chờ từ từ từ. Đi được qua đây. Hiện tại thì mình đang định đi bộ đi tới sân bay nha, nên mình đang kiếm đường để đi tới sân bay. Có đi đường này vô đây làm gì? Giờ là khỏi đi ra sân bay hả? Đúng
Đường này, cái này, đứng đây dòm thôi nha con. Cái này là cái chỗ để xe lửa nó chạy ngang qua nè. Ủa? Đi đường này đi. Mình đã vẫn tiếp tục đi bộ để với hy vọng là có thể đi tới sân bay bằng cách đi bộ. Sao nó hay xây cái trò trò nhỏ nhỏ vậy ta? Xe đạp quá trời luôn, ở đây chạy xe đạp chứ là xe hơi mà. Đâu có xe Honda như Việt Nam đâu. Sân bay đi Việt Nam. Ừ, đi về Việt Nam. Sao con biết? Đi 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 con đi. Sao đứt quá. Cái bye bye chạy thì thấy không? Tụi thấy bye bye không? Ờ. Yeah, đúng rồi. Để mém này lên. We should help me. Ừ, đi lẹ. Ông nội ơi. Sau một hồi đi lạc thì mình đã có cơ hội chiêm ngưỡng được cái bụng của cái máy bay. Cái máy bay đó đang tiến tới cái mặt của mình nè. Ôi trời, nhìn như là nó sắp hốt mình vậy á. Thấy không? Sau một hồi đi lạc thì mình đã quay trở lại cái trạm xe lửa hồi nãy. Mình đi ra ngoài sân nữa con. Và cuối cùng thì mình đã quyết định bắt taxi đi ra sân bay. Không thể mặc chứ, mái đầu không đau lòng. Đừng quýnh mama con. Có mua qua gì không? Để ra chứ. Từ cái trạm xe điện gần sân bay nhất, bắt taxi vô sân bay là tốn hết 25 tệ. Còn cái từ khách sạn mình ở á, mà bắt taxi ra sân bay á, thì tốn hết 30 tệ, tiết kiệm được 5 tệ. Bây giờ thì mình bắt đầu mình đi lấy cái hành lý mà hồi tối hôm qua mình đã ký gửi ở sân bay mới bận. Thì cái đống hành lý mình ký gửi ở sân bay thì mất hết 35 tệ. Xếp hàng cái nồi luôn vậy trời. Đây là cái đống tiền lẻ mà nãy mình đi taxi, cái anh tài xế taxi đã thối lại cho mình. Tam chín ba đề tam đề 12 em cuốn. F14, F5, F4 kìa. Bây giờ thì mình phải kiếm được cái chỗ để mình lấy vé máy bay mình đi về Việt Nam. Đây là cái máy nước nóng. Ở bên đây thấy có nhiều cái máy nước nóng giống vậy lắm nha. À, 9 tiếng rưỡi lần. 3 tiếng nữa. Ở bên đây có mấy cái máy bay thì nó làm mẫu đẹp ghê không? Kiểu như trang trí á. Mình nhìn xuống cái chỗ này là cái chỗ mà qua cục hải quan nè. Đây nó nè. Bây giờ thì đã 1 giờ chiều rồi nên mình mua cái phần ăn cơm này để ăn tự túc. Phần này là 69 cơm tệ. Đây là cái tiệm nè. Cái cảnh xung quanh cái tiệm.
Cái này không biết là cái gì luôn. It's heavy. Ăn không? Cái cục này gì? And what is in? Ăn lẹ còn đi nữa nghe con. What? Bây giờ thì mình đi ra cổng máy bay. Đây nó chạy nè con. Bây giờ thì mình đang chờ ở cổng máy bay rồi nè. Nhưng mà mình có cái cảm giác gì nó lạ lạ. Mình hỏi mấy cái hành khách xung quanh á, là chuyến này có phải về Việt Nam không á, thì người ta nói là đúng rồi. Nhưng thực ra không phải. Sau đó mình nghe thông báo bằng tiếng Anh á, là cái chuyến máy bay của mình, cái mã số đó đó, nó sắp chuẩn bị bay rồi ở cái cổng nào đó. Thì mình chạy lại quầy để mình hỏi lễ tân, thì người ta xác nhận là cái máy bay này bay ở cổng kia. Nên mình đã phải chạy thục mạng về cái cổng của cái máy bay đang xuất phát để mình bắt cho kịp chuyến bay. Mình và thằng Tuấn là hai người cuối cùng lên máy bay. Đáng sợ thật. Xém nữa là bị bỏ lại ngủ lại một đêm ở Trung Quốc nữa rồi. Trong cái tủ này, trong cái hộp này có cái bịch đồ ăn vặt nè. Cái này là khế khô với lại đậu phộng. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi và người ta phát đồ ăn trưa cho máy bay đây. Đây là cái giống như là sữa da cuôn vậy đó. Còn này là bánh, kế bên là bánh ngọt. Và xong mình cơm thì nó phát cho mình hai phần cơm tại vì mình có hai người. Mà tại vì chuyến này là chuyến máy bay về Việt Nam nên cơm cũng là sẽ là cơm thịt kho và cá xào của Việt Nam luôn. Chỗ ngồi của mình là ngay đuôi máy bay luôn, ngay cái xóm nhà lá toàn người Việt Nam không. Và chuyến bay này thì sẽ là mất 3 tiếng đồng hồ để bay về tới Việt Nam. Cuối cùng mình đã tới Việt Nam rồi mấy bạn ơi. Đây là sân bay Tân Sơn Nhất và mình đang đứng xếp hàng để mà làm thủ tục nhập cảnh vô Việt Nam. Trời, một lần chắc là nó xuống mấy chiếc máy bay quá. Và đây là cảnh mình lấy hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất.